Đêm thượng võ, sự kiện võ thuật do Liên đoàn Boxing Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sài Gòn Sports Club tổ chức. Đây là cuộc so găng giữa hai đại nữ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam hiện nay, Nguyễn Thị Thu Nhi, nhà vô địch boxing WBO châu Á Thái Bình Dương và Lê Hồng Đào. Tài năng đã khẳng định được mình ở nhiều môn võ như cổ truyền, boxing, kickboxing và Muay Thái. Một trận đấu quan trọng và ý nghĩa với Thu Nhi bởi sự kiện đêm thượng võ sẽ dành tiền ủng hộ cho thầy của Thu Nhi là huấn luyện viên Đỗ Ngọc Hòa, người đang dành ra sự sống vì đột quỵ. Mặt khác, một cao thủ có lối tấn công dữ dội như Lê Hồng Đào sẽ là bài test quan trọng cho Thu Nhi trước trận tranh đá WBO thế giới với nhà vô địch Nhật Bản Eshiko Tada vào ngày 27 tháng 2 tới. Bây giờ, Thể thao 1 mời quý vị và các bạn đón xem toàn bộ diễn biến trận đấu để kiểm nghiệm quá trình chuẩn bị giành đai WBO thế giới của Thu Nhi.
Round 2. Thank you.
Như vậy là chiến thắng đã thuộc về Thu Nhi. Nhà vô địch Daily Bell châu Á Thái Bình Dương phòng thủ rất tốt trước sự tấn công như vũ bão của Hồng Đào, đồng thời trả đòn rất hiệu quả. Một tín hiệu tốt cho Thu Nhi trước trận quyết đấu với Esuco Tada tại Quảng Ngãi. Cho trên đài Daily Bell thế giới,